Chị ơi Hương đã trốn ra ngoài, điện thoại tắt máy. Hãy mau đi truy tìm ngay, nếu có chuyện không hay. Ơi có thân tình Hương đây này, vừa mới đăng hình trên Face. Check in ở Hồ Tây và viết caption muốn rời khỏi trốn đây. Thôi rồi, tôi cảm thấy có chuyện không hay thì rồi, chúng ta phải đi ngay.